Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ chia sẻ tư vấn cho các anh chị về khía cạnh là mua một chiếc xe Fortuner thì mình nên mua xe Fortuner máy dầu hay là mua xe Fortuner máy xăng rồi số sàn hay số tự động. Thì hôm nay Huy sẽ tư vấn sơ bộ cho anh chị để mình có thể nắm được cái nhu cầu gia đình mình thì nên sử dụng sản phẩm nào là hợp lý nha các anh chị. Huy mời các anh chị ạ. Có rất là nhiều các anh chị có trao đổi với Huy là tầm tiền khoảng tầm độ 900 triệu. Tầm đó thì anh nên mua là xe máy xăng, máy dầu, số sàn hay là số tự động. Thì hôm nay Huy sẽ chia sẻ sơ cho anh chị nắm. Thì ví dụ như đây là một chiếc xe Fortuner máy xăng mà hiện tại bên Huy đang có. Với dung tích động cơ là 2.7 lít số tự động. Thì với máy xăng thì cái khả năng tăng tốc cũng như là về cái độ cách âm, độ giảm ồn của máy xăng thì ok các anh chị. Tại do nếu trường hợp mà gia đình anh chị mà có nhu cầu mà chạy gia đình, anh chạy chạy ít thôi á, thì anh chị nên chọn Fortuner máy xăng. Nó sẽ đỡ ồn, khả năng tăng tốc cũng như là về độ ổn định, độ ngọt của xe thì khá là ok. Và những cái tính năng, những cái option của Fortuner máy xăng thì cũng đầy đủ hơn so với Fortuner máy dầu số sàn. Về máy xăng thì nó sẽ có cái lãi chuyển số trên vô lăng, chạy thì cũng khá là ok. Và hộp số thì chắc chắn rồi, hộp số tự động thì anh chị sẽ khỏe hơn trong vấn đề mà mình đạp côn. Thì đó là sự khác biệt giữa là về cái mức tiêu hao nhiên liệu cũng như là về cái vấn đề hộp số tự động. Đó thì Huy chia sẻ sơ để anh chị nắm. Anh chị nào có nhu cầu chạy gia đình thì anh chị nên chọn máy xăng nếu như mà chạy ít. Còn nếu như mà anh chị mình đang có nhu cầu chạy dịch vụ thì anh chị đừng nên chọn máy xăng nha các anh chị. Vì khi mà anh chị chạy dịch vụ, anh chị chạy nhiều thì cái Fortuner máy xăng anh chị biết rồi, với dung tích là 2.7 lít thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là anh chị chạy dịch vụ, anh chị chạy nhiều thì mình dùng Fortuner máy dầu thì nó sẽ tối ưu cái nhiên liệu hơn. Còn máy xăng thì nó sẽ tiêu hao hơn khá là nhiều. Đây là cái thông số về cái mức tiêu hao nhiên liệu của máy xăng. Dung tích là 2.7 lít thì anh chị chạy ở đường kết hợp là nó rơi vào 11 lít. Nhưng cái khả năng nó có thể là hao hơn. Đó, nếu như anh chị chạy đường thành phố, đèn xanh, đèn đỏ nhiều thì khả năng là nó sẽ cao hơn. Cho nên anh chị nên chọn Fortuner máy dầu. Còn nếu chạy gia đình, anh chị ít chạy thì anh chị nên chọn Fortuner máy xăng. Nó sẽ khả năng tăng tốc, công suất cũng như là cái độ êm dịu cũng như cái option của nó sẽ nhiều hơn cái Fortuner máy dầu số sàn. Đó, Huy chia sẻ sơ về cái thằng số sàn và số tự động. Và một điểm thì đây là chiếc xe số sàn 2019 ở bên Huy. Thì hiện tại thì sản phẩm này có giá là tầm 885 triệu thì nó so với máy xăng. Hiện tại sản phẩm này bên Huy là 865 triệu thì hai sản phẩm này có giá thì nói chung là cũng ngang ngửa với nhau. Nếu anh chị mua máy dầu số sàn thì anh chị có thể mua được 2018 hoặc 2019. Còn máy xăng thì anh chị mua khoảng tầm 900 đổ lại thì anh chị mua được máy xăng 2017 dưới 900, khoảng 850 đến 860. Thì đó thì Huy chia sẻ sơ. Còn về cái máy dầu số sàn đó thì khá là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Với cái mức độ anh chị chạy đường kết hợp thì nó rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu. Còn anh chị chạy đường trường thì có thể là nó chỉ hơn 6 lít một tí thôi. Cái đó là Huy chia sẻ tại do nhiều anh tài xế anh đã chạy rồi. Máy dầu thì với đặc điểm là nó khá là ồn. Và cái khả năng tăng tốc của máy dầu thì nói chung là nó không có được như máy xăng. Nhưng mà cái mô men cực đại của máy dầu thì nó sẽ cao hơn. Cho nên anh chị nào mà đang đi ở những cái khu vực mà đồi núi, đèo nhiều, anh chị chọn máy dầu khá là tối ưu trong vấn đề mà di chuyển. Có một giải pháp
khỏe cho anh chị. Anh chị chạy gia đình á, mình muốn vừa tiết kiệm nhiên liệu và mình muốn vừa khỏe trong vấn đề là đỡ phải đập côn, đỡ phải sử dụng cái chân trái khổ của mình nhiều á, thì anh chị nên chọn Fortuner máy dầu. Là do Huy thấy là Fortuner máy dầu số tự động đó chị, số tự động ha. Thì đối với cái mẫu này á, thì cái phiên bản này á, thì khách hàng chọn lựa cũng khá là nhiều vì nó vừa tối ưu cái vấn đề tiết kiệm nhiên liệu, và thứ hai nữa là số tự động 6 cấp luôn anh chị. Thì anh chị có thể tiết kiệm nhiên liệu rồi tự động 6 cấp thì anh chị cũng cũng có thể mình sử dụng ok. Nhưng mà máy dầu số tự động thì được một cái nữa là giữ giá khá là tốt, cho nên là 2018 thì lúc đó Toyota mới đưa ra cái dòng sản phẩm là Fortuner máy dầu số tự động. Cho nên anh chị mua xe qua sử dụng thì nó sẽ rơi vào tầm đâu đó cũng phải là ngoài 900, ngoài 900, 900 một tí, có thể là rơi vào tầm khoảng 903, 904 nếu như mà 2018 đó, thì khoảng 902, 903, 904 tùy vào chất xe đó. Nhưng mà nếu như mà anh chị chạy cho gia đình thì anh chị có thể chọn là máy dầu số tự động, nó sẽ tối ưu cái vấn đề mà tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị. Rồi nhưng mà nó được cái nữa nó hơi ồn nha, anh chị nào mà phải chấp nhận thôi, tại do đặc tính của Fortuner máy dầu. Anh chị kết hợp là 8.3 nha, 8.3 đó. Nếu anh chị nào mà muốn tối ưu vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa khỏe trong quá trình mình di chuyển thì anh chị chọn Fortuner máy dầu số tự động. Nhưng mà cái điểm mà ồn, anh chị nào mà không thích ồn thì chỉ có thể là chọn máy xăng thôi nha, máy xăng. Nhưng anh chị phải chấp nhận là nó sẽ hao hơn so với việc sử dụng máy dầu nha các anh chị. Đó là chia sẻ của Huy cho anh chị khi mà anh chị đang lăn tăn lưỡng lự giữa vấn đề chọn máy dầu số tự động hay là máy dầu số sàn, hoặc là máy xăng, máy xăng số tự động. Thì đó là những cái điểm mà khác biệt, rồi sự khác biệt về vấn đề giá cả để anh chị nắm. Nếu như mà cùng đời luôn á chị, 2019 số sàn thì nó sẽ rơi vào tầm đổi đanh quanh khoảng 800-809. Còn nếu như mà số tự động thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng đổi 929 nha chị, khoảng 904, 950, khoảng 950 anh chị. Còn mà máy xăng á thì cái phải đời đời 2017 thì rơi vào tầm 865, như ở bên Huy đang có xe đẹp. Còn nếu như 2018 á các anh chị thì nó sẽ rơi vào tầm đâu đó khoảng 903. Còn 2019 thì nó rơi vào tầm đâu đó khoảng 908. Đó, Huy cho các anh chị cái giá để anh chị nắm luôn, để anh chị có một lựa chọn hợp lý cho việc sử dụng, việc đi lại của gia đình mình. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo. Hiện tại thì Toyota Hiroshima Tăng Cảm bên Huy cũng đang về rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Những sản phẩm bên Huy thì cam kết không bị đông đụng, không bị ngập nước, có bảo hành cho anh chị đàng hoàng, đầy đủ và có giấy chứng nhận về chất lượng xe qua sử dụng. Cho nên là anh chị chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì anh chị vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình đó các anh chị. Đó, góc dưới bên phải màn hình nha. Có xe về là Huy sẽ quay lên cho anh chị xem. Cảm thấy sản phẩm phù hợp thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.